4 chiến lược marketing đỉnh cao. Khi các bạn áp dụng 4 chiến lược marketing đỉnh cao này sẽ giúp cho doanh nghiệp các bạn bán được nhiều hàng hơn, tăng doanh thu hơn trên một khách hàng và các bạn sẽ vượt trên đối thủ. Chiến lược đầu tiên đó chính là chiến lược về sản phẩm. Chiến lược về sản phẩm có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta phải xác định cái sản phẩm của chúng ta có những tính năng tác dụng gì, có những điểm khác biệt gì so với sản phẩm của đối thủ. Để từ đó chúng ta xác định một lợi thế cạnh tranh về sản phẩm của mình so với đối thủ. Ví dụ sản phẩm của mình bền hơn, sản phẩm của mình tốt hơn, dễ sử dụng hơn. Điều thứ hai đó là chúng ta hãy xác định giá bán của sản phẩm. Có hai chiến lược này mà chúng ta cần phải lưu ý. Đó là thứ nhất, chúng ta hãy bán giá đắt nhất thị trường, hoặc thứ hai, chúng ta bán giá rẻ nhất thị trường. Các bạn nhớ này, hai cái đắt nhất hoặc rẻ nhất này mới gây ấn tượng mạnh đối với khách hàng. Còn những ông ở trung trung ấy thường không gây ấn tượng mạnh đâu. Tiếp theo là chúng ta từ sản phẩm đó, chúng ta hãy xác định một cái kênh phân phối hợp lý. Chúng ta áp dụng marketing trực tiếp hay là marketing gián tiếp để phân phối sản phẩm của mình tới người tiêu dùng cuối cùng hoặc tới khách hàng của mình. Và từ những cái lý do trên thì chúng ta bắt đầu triển khai marketing mix. Chúng ta bắt đầu sản xuất các cái nội dung về truyền thông và bắt đầu xác định những cái kênh mà chúng ta đi, chúng ta quảng bá tới khách hàng của mình như thế nào. Những kênh gì? Chiến lược marketing thứ hai mà tôi muốn giới thiệu với các bạn đó chính là chiến lược về nội dung. Chiến lược về nội dung có nghĩa là gì? Có nghĩa là các bạn hãy xác định về chiến lược marketing outbound hay là inbound. Đó là inbound có nghĩa là chúng ta sản xuất các nội dung giá trị, sau đó khách hàng thích thú những nội dung của mình, theo dõi doanh nghiệp của mình và khách hàng tự tìm đến để mua. Outbound có nghĩa là chúng ta mang cái sản phẩm của mình đến quảng bá cho khách hàng và khách hàng mua luôn. Thì ở đây sẽ tùy thuộc vào doanh nghiệp các bạn lựa chọn outbound hay là inbound. Nhưng mà theo thống kê thì chi phí dùng outbound chúng ta đắt hơn dùng inbound là từ 2 đến 7 lần các bạn nhé. Nhưng một điểm yếu của inbound đó, chúng ta mất rất nhiều thời gian để chúng ta có thể làm được inbound, nhưng mà lại là bền. Còn outbound ấy thì thời gian hiệu quả tức thì nhưng chúng ta lại tốn kém hơn. Vậy thì tùy thuộc vào chiến lược các bạn có thể dùng inbound hoặc outbound một cách hợp lý, hoặc là chúng ta có thể kết hợp cả hai hình thức này với nhau. Và các bạn nhớ này, nguyên tắc mua bán đó là giá trị lớn hơn nhiều so với giá cả thì giao dịch tự nhiên diễn ra, và các bạn cứ bám lấy nguyên tắc này để các bạn triển khai về marketing của mình. Chiến lược thứ ba mà tôi muốn chia sẻ với các bạn nó là chiến lược về thương hiệu. Tại sao lại có chiến lược này và chiến lược này triển khai như thế nào? Thì các bạn nên nhớ này, thương hiệu nó chính là khả năng định vị thương hiệu của mình trong tâm trí của khách hàng. Đó là khi khách hàng muốn mua sản phẩm cái ngành của mình thì khách hàng nhớ tới mình đầu tiên, đó là một cách làm định vị thương hiệu thành công. Còn nếu mà khách hàng họ không nhớ tới thương hiệu của mình khi mà họ muốn mua hàng, mua sản phẩm của mình, đó là cách làm chúng ta chưa thành công. Thế thì cái chiến lược về thương hiệu này sẽ giúp cho chúng ta có thể là giúp khách hàng biết được thương hiệu của mình, yêu thích thương hiệu của mình, tin cái thương hiệu của mình và bắt đầu họ mua sản phẩm cái thương hiệu của mình. Và chiến lược cuối cùng đó là chiến lược thứ tư, đó là chiến lược về cạnh tranh. Đó là trên thị trường có rất nhiều đối thủ đang cạnh tranh với chúng ta. Vậy để làm sao chúng ta có thể cạnh tranh với đối thủ được? Ở đây sẽ có hai trường hợp các bạn ạ. Trường hợp thứ nhất đó là đối thủ mạnh hơn chúng ta thì chúng ta sẽ phải cạnh tranh bằng sự khác biệt, bằng lợi thế cạnh tranh hay còn gọi là USP. Còn nếu mà mình mạnh hơn đối thủ thì cạnh tranh của mình đó là làm sao để duy trì được cái vị trí đầu tiên của mình. Và trên đây là 4 cái chiến lược cạnh tranh mà nếu các bạn áp dụng một trong 4 chiến lược này thì sẽ giúp doanh nghiệp các bạn phát triển một cách bền vững và nhanh chóng. Và nhớ đăng ký kênh của tôi để theo dõi những video mới nhất.